đi trên đường Cầu Giấy đây. Cầu Giấy cũng rất là nhiều cây bị đổ này, nhưng mà họ đã cắt trước rồi. Thì họ đã cắt ra và dọn dẹp sơ bộ để mọi người có thể tham gia giao thông được. Chứ nếu không là cũng không đi được. Một điều rất là đáng lo ngại đó là hai cái áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên Philippines, tại biển Philippines rồi. Cho nên là cũng rất nguy hiểm. Ngọt đổ hết này. Bánh bên trong nó hỏng hết này. Cái chủ quan cung cấp bánh vào trong không mang bánh về kho. Đây Honda này, cái biển Honda cũng đổ rồi này, nghiêm rồi. Đây cô này, rất nghiêm. Đây là Cầu Giấy các bạn nhé, Xuân Thủy Cầu Giấy. Tuyến Xuân Thủy Cầu Giấy đây vẫn là đường Xuân Thủy. Đấy, còn từ cái đoạn ngã tư cắt giữa Xuân Thủy với lại cái phố sắt kéo dài thì Giấy Tông ấy, thì nó mới gọi là đường Cầu Giấy. Cổng của Học viện Báo chí này cũng có những cây nó đổ vào cái biển của cổng Học viện Báo chí đấy. Cây rất to này, từ Nguyễn Phong Sắc đến Cầu Giấy đổ. Đây là trước cổng chi cục thuế quận Cầu Giấy này, cũng có cái cây rất lớn đổ, cây bằng lăng nha các bạn nhé, lăng đổ chi cục thuế quận Cầu Giấy. Ở đây thì mình nói chung cành cây rất là nhiều đúng không? Xác cây, vỏ cây, rồi lá cây bay tứ tung, cây đổ. Nói chung chủ yếu là thiệt hại về cây với lại máy tôn thôi. Những cái thứ mà nó không được buộc chắn kỹ thì nó bị đổ thôi. Cái biển quảng cáo này, bay này. Mọi người cũng tự thuê các cái máy cưa, máy cầm tay để họ chặt cây. Đây đường Trần Đăng Ninh nhá, là hình như là có nhà bay mất nóc của trường Trần Đăng Ninh thì phải, nhà cấp 4, nhưng mà quán cà phê OB là không bị ảnh hưởng nữa. Trần Đăng Ninh thì không thấy cây đổ mấy, vì hai bên là hai dãy nhà, nó che chắn cũng khá tốt, đúng không? Một cái bên là dãy chung cư của làng quốc tế Thăng Long, một bên là dãy liền kề. Đấy, toàn những nhà cao trên 4 tầng kìa. Để cái đoạn đường giữa này nó bị đổ nhiều này, vì ở đây trồng nhiều cây phượng. Đây, các cái sạp bánh trung thu là đổ hết cả. Kinh Đô rồi Anh Hòa rồi Thu Hương rồi đổ tất. Không, nhưng mình không thấy anh Hòa tham gia bán cái kiểu này với Thu Hương ấy. Đây trước cửa của kho bạc Cầu Giấy này rất là nhiều cây đổ. Chùa Hà này, chùa Hà này không thấy mấy cây đổ, nhưng mà cành vụn thì rơi ra rất nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào cái đường Trần Quốc Hoàn nhé. Tôi sẽ đọc quyền. Nó không ra cái đường Cầu Giấy nữa. Ok. Mình vào để tạo đưa ra. Đây là Trần Quốc Hoàn ạ. Bằng lăng này đổ rất nhiều.
cái đặc điểm của cây bằng lăng thì dễ nó bám, nó là dễ không sâu lắm. Đấy. Cây bằng lăng thì nó cũng không cao, không cao được quá khoảng độ 15 mét, 6 mét. Nó thấp thôi nhưng mà cái tán nó rộng, bóng mát nó nhiều. Đây là cổng sau của trường Dịch Vọng Hậu, trường Dịch Vọng Huê. Theo Dịch Vọng Huê, cây trường Dịch Vọng Huê đổ vào cái khu vườn rau của mình này. Mình không phải của mình mà bên mình trồng cho trường. Đấy, khu công viên Cầu Giấy rất nhiều cây đổ chắn cả lối đi. Đây này, đây cái nhà hàng, cái đường đây là đường Nguyễn Văn Huyên, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nó không bị. Đây là đường Nguyễn Khánh Toàn này, cũng có rất là nhiều cây bị đổ. Đây, họ chặt những cây xấu này. Đây, bên này tôn thì bay thì thôi rồi luôn. Đây, lộ ra cái siêu thị xe đạp. Vì đây là cái đường cống hóa mà vừa rồi Hà Nội là cấm kinh doanh cho nên họ quây tôn lại. Thành phố Hà Nội bên chủ trương quây tôn lại thì bây giờ là hết cả rồi. Yamaha Thao này kinh doanh như vậy. Kinh doanh sau lớp tôn. Có cả hai lần cà phê nhá, sau lớp tôn này đấy. Nhưng mà mọi người vẫn biết đến và đến. Đến đi mua hàng. Đây là cây phượng rất là to này, bị đổ một cái phượng nhá. Cành thì đã giòn rồi, gốc thì không sâu, gốc rễ không sâu mà tán thì lại rộng. Đấy. Cho nên gió rất dễ quật đổ, đặc biệt những cây phượng này là cái lượng đổ rất là nhiều. Đấy. Tôn này, tôn ở những cái chỗ, cái khu vực đường cống hóa, cái dự án cống hóa một đoạn chi nhánh của sông Tô Lịch. Đây là bên kia là điện máy xanh. Đây có cây đa lâu ngày, cây đa không lông này, cây đa nhẵn này, cũng bị đổ. Đấy, đoạn Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Khánh Toàn này đổ rất nhiều. Đây, bằng lăng rồi. Đây, mọi người đang dọn dẹp. Công an rồi dân phòng rồi công ty cây xanh phối hợp dẹp đường rồi dọn dẹp luôn. Trung đoạn Nguyễn Khánh Toàn này thì thiệt hại khá nặng đấy cho công ty công nghiệp cây xanh và nói thẳng là cho ngân sách thành phố luôn. Nhưng mà trồng lại cây xanh này rồi công tác dọn dẹp. Những tình huống bất ngờ này công ty cây xanh cần phải có thêm vốn để họ mới dọn dẹp được, đúng không?